Nổi mía đay sau sinh là một dạng phản ứng viêm của da hình thành khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng với một tác nhân trung gian gây dị ứng là histamine. Hiện tượng này xuất hiện phổ biến ở các sản phụ mới sinh được khoảng 1 đến 3 tháng, nhất là ở những mẹ đẻ mổ. Vị trí nổi mía đay thường thấy là ở bụng và đùi, tệ hơn có người còn bị nổi khắp cả người lẫn mặt gây cảm giác vô cùng khó chịu. Ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân khiến các chị em sau sinh gặp phải tình trạng này và giải pháp điều trị nhé. 1. Nguyên nhân. Tình trạng nổi mía đay sau sinh bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như sự thay đổi nội tiết tố khiến hệ miễn dịch suy giảm không đủ sức chống chọi với các tác nhân gây ứng. Thay đổi trong chế độ ăn kiêng kem quá mức làm ảnh hưởng sức khỏe đường ruột, cơ thể thiếu chất nên dễ bị dị ứng. Bệnh nhiễm trùng đường tiểu, viêm họng hạt. Ảnh hưởng bởi một số loại thuốc đang dùng như là kháng sinh, kháng viêm. Bên cạnh đó, nổi mía đay cũng có thể là từ những nguyên nhân như là mẹ bị côn trùng đốt, dị ứng phấn hoa, lông động vật, sự thay đổi thời tiết và môi trường. 2. Triệu chứng. Nổi mía đay sau sinh đôi khi trông giống với tình trạng phát ban đỏ hoặc các nốt sần trên da. Hầu hết, mẹ sau sinh nổi mía đay sẽ có các biểu hiện sau. Ngứa ngáy khó chịu, càng gãi càng ngứa. Nổi sần phù, màu hồng hoặc nhạt, cao hơn vùng da xung quanh, kích thước to nhỏ khác nhau, ấn vào thấy chuyển sang màu trắng. Sưng phù từng mảng trên da nếu bị nặng, có thể thấy rõ ở mi mắt, môi hoặc bộ phận sinh dục. Phần da vùng bị ảnh hưởng trông khá thô ráp và đôi khi có vẩy. 3. Cách điều trị. Nếu tình trạng bệnh không quá nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng một vài biện pháp điều trị tại nhà như sau. Dùng bột yến mạch. Với đặc tính chống viêm, bột yến mạch sẽ làm dịu da và làm giảm cảm giác ngứa ngáy hiệu quả. Cách dùng là hòa bột yến mạch vào nước ấm, sau đó đắp hỗn hợp lên vùng da bị ảnh hưởng trong tầm 15 phút. Chú ý nhiệt độ nước không quá cao sẽ gây phản tác dụng. Chườm lạnh. Nhiệt lạnh sẽ làm các mạch máu co lại, hạn chế phóng thích histamine, ngăn phản ứng dị ứng. Bạn sử dụng một chiếc khăn sạch, quấn vài viên đá nhỏ rồi đặt lên vùng da nổi mẩn, có thể áp dụng 3 đến 4 lần một ngày để giảm tình trạng sưng viêm. Sử dụng gel nha đam lô hội. Gel lô hội khá lành tính và có tác dụng làm dịu. Bạn có thể dùng gel có sẵn hoặc tự làm gel lô hội tại nhà. Bí quyết là đắp gel lên vùng da bị ảnh hưởng tầm 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, cảm giác ngứa ngáy sẽ tan biến tức thì. Còn nếu tình trạng nổi mía đay nặng, các mẹ có thể thăm khám bác sĩ để được tư vấn và sử dụng những loại thuốc bôi hoặc uống phù hợp. Mặc dù theo thống kê, nổi mía đay chỉ xảy ra ở khoảng 20% phụ nữ sau sinh, nhưng các chị em cũng nên lưu ý những cách phòng ngừa để hạn chế nhất khả năng gặp phải tình trạng này, như uống nhiều nước mỗi ngày, giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhằm hạn chế vi trùng xâm nhập qua da, chọn quần áo rộng rãi thoải mái, chất liệu mềm, có độ thấm hút tốt, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Nếu đang trong giai đoạn điều trị, mẹ có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm để tổn thương nhanh chóng lành. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm thông tin và giúp ích được cho các mẹ trong việc điều trị nổi mía đay sau sinh. Chúc các mẹ và các bé yêu luôn khỏe mạnh!